Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đã với kênh bán hàng của bên em nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với tất cả mọi người một mẫu siêu chép Pro vừa về xong các bác nhá, vừa cập bến rồi xong. Nó rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp. Không những hay này, đẹp này và giá thành rất là hợp lý cho tất cả anh em luôn. Đó. Và trong video này các bác có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số điện thoại này các bác nhá. Đấy, gọi trực tiếp giúp em số điện thoại này. Các bác đi qua kênh nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Và em sẽ báo giá luôn ở trong video, tất cả thông tin giá cả trong video này luôn, để các bác không phải hỏi đi hỏi lại các bác nhá. Ok ạ. Vâng ạ, đây là một mẫu chép siêu tép 350 các bác nhá. Thì thực ra thì trên thị trường cũng rất nhiều các đơn vị bán nhưng mà họ lại không làm theo cái mẫu này các bác nhá. Và đây là một mẫu chiều lòng người nhất các bác từ trước giờ các bác nhá. Thì trước đó các bác buôn mua loa chép côn to, côn nhỏ, công suất to, công suất lớn thì các bác gần như các bác ít có sự lựa chọn về đồ to, đồ nhỏ. Thì khi các bác mà ghép những cái loa này vào, trong trường hợp mà cái lắp chép kèn này vào, các bác muốn nghe tiếng leng keng lách cách, tiếng hay, tiếng tép, tiếng trợ lời lên, nhưng mà họ này làm có tính chất là gì ạ, chỉ làm cho một chế độ thôi, nên các bác rất là khó can thiệp vào. Khi ví dụ như là một các bác ghép với một đôi loa 20 thì cái loa này nó to quá thì nó lại toàn chép không nghe, nó rất là chối tai đúng không ạ. Mà các bác mà muốn ghép cái loa 30 thì nó lại không vừa tầm, thì các bác không biết điều chỉnh làm sao và làm thế nào để cho nó vừa tầm mà để nó hạn chế cháy, vừa tiếng vừa nghe dễ nghe, vừa hay mà lại vừa là phù hợp mấy này cái công suất mặc định của nhà máy khi đưa ra đúng không ạ. Thì ngay bây giờ các bác nhá, một mẫu vô cùng đặc biệt cho tất cả anh em luôn. Thiết kế mặt trước làm vân gỗ rất là đẹp, rất là sang trọng các bác nhá. Kèn thì nói chung là quá xịn sò rồi. Dòng kèn 16-16 này thì nó quá xịn sò rồi các bác nhá. Rất là đẹp. Đấy, và ở đằng sau gồm những cái chân cắm cũng được mạ vàng rất là tinh tế các bác nhá. Đấy, mạ vàng rất là tinh tế này các bác nhá. Đấy. Và trong này nó có một cái biến trở các bác nhá. Đó, nó có một cái thiên áp để cho bác vặn to nhỏ tùy theo ý mình muốn, thích nhỏ vừa, to lên một chút, cho một chút nữa và cho nữa. Trong trường hợp với trong hợp mà loa bát 20 các bác để tầm này là vừa với tầm nó rồi, leng keng lách cách ok rồi, các bác để tầm đó. Nếu trong trường hợp mà các bác thích nghe karaoke hoặc tiếng nó sáng một chút có thể vặn lên một chút chẳng hạn, nên số 40-50. Các bác thích nghe mạnh hơn nữa có thể vặn lên 60-70, có thể mắc kịch kim maximum luôn. Đó. Và đây là dòng của hãng ETC các bác nhá. Đấy, dòng hãng ETC. Đó. Ok chưa? Đó, rất là đẹp, rất là tinh tế đúng không các bác nhá. Và ngay bây giờ em thử cho các bác nghe nhá. Đây em sẽ vặn thử cho các bác nghe này. Đấy, to dần này, to dần này. Đấy, các bác nghe chưa? Đấy, to đấy. Mình có thể thích là trên âm ly lên luôn. Vì trong đó nó giảm trở đi rồi nên mà tiếng nó rất là vừa tầm và rất là khó cháy các bác nhá. Đấy, và em sẽ cho nhỏ đi này. Cho nhỏ đi cho. Đấy, các bác nghe chưa? Nó nhỏ đi cho các bác nghe là thích. Nghe tiếng tách leng keng nhẹ nhàng. Bởi vì rất nhiều bác muốn nghe tiếng chép kèn. Bởi chỉ có chép kèn thì nó mới đưa ra cái tiếng leng keng leng cách hay thôi. Nhưng mà các bác không biết lựa chọn dòng nào cho nó vừa tầm với cái loa của mình. Thì ngay bây giờ cái bộ sản phẩm này nó cho các bác sự lựa chọn rất rất nhiều. Đấy. Các bác có thể vặn to nhỏ tùy ý mình. Đó, thích karaoke cho nhiều lên, thích nghe to thì cho to lên, thích nhỏ vừa vừa tầm du dương ti ta ti tách, leng keng thì các bác vặn nhỏ nó đi. Đấy, rất là phù hợp các bác nhá. Và thực sự là những cái phương án này là người Nhật nhà họ đã làm từ lâu rồi các bác nhá. Người Nhật họ đã đưa những cái tinh chỉnh, những cái tinh chỉnh, những cái thiên áp này vào từ lâu rồi, nhưng mà do ở Việt Nam mình làm những cái phiên bản thực sự là cắt bớt để làm cho nó có, thì là nó không đạt hiệu quả của một cái loa được. Đó các bác nhá. Đây chép 250 này, 350 này các bác nhá, của ETC này các bác nhá. Đấy, và giả vân gỗ này, phễu dày này, các bác nhìn chưa, phễu rất là dày đẹp này. Đấy, và các thiên áp này để cho các bác vận chỉnh to nhỏ rất là phù hợp với từng dòng loa khác nhau. Đấy, và đây là các cái input đầu vào đánh dấu âm dương rất là đơn giản cho các bác rồi. Thì cái bộ này thì là côn của nó là côn 350 các bác nhá. Thì bên em đang bán cho các bác giá là giá ngày hôm nay em để cho các bác giá vô cùng hữu nghị để giao lưu tất cả anh em các bác nhá. Vô cùng hữu nghị và giao lưu tất cả anh em. Giá chỉ có 850.000 một bộ này thôi các bác nhá. Một bộ này gồm hai chiếc các bác nhá, hai chiếc. Ở trong này nó có loa chép rồi các bác nhá, có phễu và có tất cả mọi thứ rồi các bác nhá. Trong này có một cái thiên áp bên trong, tụ tiếc và mọi thứ là dây dọ làm sẵn cho các bác rồi, chỉ việc về dí tay loa vào chơi thôi. Đấy, trong trường hợp mà loa nhà mình nó gắt quá, nó nhiều chép quá thì có thể giảm bớt nó đi, thích mà yếu chép thì có thể tăng loa lên các bác nhá. Rất là hiệu nghiệm, thực sự là người Nhật người ta đã làm từ lâu lắm rồi các bác ơi. Đấy, và kiểu dáng làm rất là thanh lịch các bác nhá.
Đấy, được làm vân gỗ rất là đẹp các bác nhá. Đấy, giá 850.000 một đôi này. Bên em bao ship tận nơi cho anh em luôn các bác nhá. Đấy, bao ship tận nơi cho anh em luôn. Và chi tiết mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhá. Đấy, 850.000 một bộ, bên em bao ship tận nơi cho anh em luôn. Thực sự là đúng phong cách của người Nhật, nghe nhạc của người Nhật và tất cả mọi thứ sẽ đáp ứng trong bộ chép này cho các bác nhá. Mẫu của nó, mã của nó là MK350, coi là chép 350 đấy ạ. Còn nếu mà 250 nó sẽ là 250, còn 450 lên sẽ là 450. Nhưng bộ này nó sẽ là MK350. Giá của nó là 850.000 một bộ, bên em bao ship tận nơi cho anh em luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho bên em các bác nhá.